Sau gần 2 năm thực hiện nghị quyết 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Vĩnh Long triển khai nhiều giải pháp tích cực, cung cấp vốn kịp thời cho các chương trình và nguồn vốn đã phát huy hiệu quả trong hỗ trợ phát triển kinh tế. Đầu năm 2022, gia đình chị Nguyễn Thị Minh Huệ ở ấp Mỹ Hòa, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân được Ngân hàng Chính sách hỗ trợ vay vốn 35 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm. Cùng với số vốn dành dụm, gia đình chị thực hiện mô hình nuôi lươn giống. Đến nay, mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp cuộc sống gia đình chị ổn định và dần trở nên khấm khá. Vừa qua, chị trả số vốn vay ban đầu và được ngân hàng hỗ trợ vay lại số tiền 80 triệu đồng để tiếp tục mở rộng sản xuất. Lúc đầu ngân hàng cho hỗ trợ số vốn với số vốn nhỏ của gia đình thì em tạo lên cái mô hình nuôi lươn này, được vay vốn thêm thì tôi sẽ mở rộng mua thêm lươn bố mẹ về tạo giống, rồi xây chuồng thêm, rồi mua thêm các thiết bị cần thiết để mà tạo ra con giống. Chương trình cho vay giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là một trong các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế theo nghị quyết 11 của Chính phủ. Ngoài ra còn có các chương trình khác như cho vay nhà ở xã hội, cho vay các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, cho vay học sinh sinh viên mua máy tính thiết bị phục vụ học trực tuyến, cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tổng dư nợ các chương trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến nay đạt 450 tỷ đồng với 7.577 lượt hộ vay vốn. Trong đó cho vay giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là chương trình có dư nợ đạt cao nhất với 414 tỷ đồng. Nhờ cái nguồn vốn này thì nhằm giúp cho bà con là thứ nhất là cái chỗ là mình giải quyết việc làm được cái nhàn rỗi của bà con nông dân mình. Thứ hai nữa là cái tạo cái công an việc làm cho bà con mình để phát triển kinh tế địa phương. Thì đến giờ này thì nói chung là cái số vốn này được là giải ngân gia tặng cho các cái hộ mà có nhu cầu. Thì hiện nay là đối xã cũng có được nhiều cái mô hình đó là chăn nuôi rồi đó là đơn đác. Theo cái quy định của nghị quyết 11 thì các chương trình tín dụng chính sách thực hiện theo cái nghị quyết 11 sẽ kết thúc trong năm 2023. Tuy nhiên thì để hỗ trợ cho người dân phục hồi và phát triển kinh tế tại địa phương thì Ủy ban dân tỉnh có xây dựng cái đề án cho vay là phục hồi và phát triển kinh tế trong 2 năm 2023 và 2024. Thì đến nay là nguồn vốn ngân sách của tỉnh đã chuyển sang Ngân hàng Chính sách Xã hội là được 40 tỷ đồng. Và trong năm 2024 này thì kế hoạch chuyển sang là 40 tỷ đồng nữa. Kết quả ghi nhận được từ thực tế triển khai đã cho thấy các chương trình tín dụng chính sách theo nghị quyết số 11 của Chính phủ thật sự nhân văn và đáp ứng nhu cầu cấp thiết từ thực tiễn. Nguồn vốn vay ưu đãi là sự hỗ trợ thiết thực giúp người dân đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch COVID-19 có vốn chuyển đổi nghề, khôi phục sản xuất, dần phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống. Đó cũng là một trong những trợ lực giúp địa phương phục hồi và phát triển kinh tế, tiếp tục triển khai đúng tiến độ hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia như xây dựng nông thôn mới nâng cao, giảm nghèo bền vững trong gần 2 năm qua.